một số doanh nghiệp bất động sản trả lương trên 30 triệu đồng một tháng cho nhân viên trong quý 2 như Novaland, Khang Điền, Phát Đạt. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị theo dõi tiếp trong video này nhé. Theo báo Dân Trí, dữ liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 hé mở mức lương đáng mơ ước từ đội ngũ nhân viên bán hàng và nhân viên quản lý của nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán. Tập đoàn Novaland, mã chứng khoán NVL, công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, mã chứng khoán PDR hay công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, mã chứng khoán KDH là những công ty bất động sản trả lương trên 30 triệu đồng một tháng cho nhân viên trong quý 2 vừa qua. Báo cáo cho thấy Novaland dùng quỹ lương gần 132 tỷ đồng để trả cho 955 nhân viên, ghi nhận tại ngày 30 tháng 6. Như vậy, trung bình, mỗi nhân viên nhận về 46 triệu đồng một tháng. Với công ty Khang Điền, mỗi nhân viên nhận hơn 37 triệu đồng một tháng. Còn tại công ty Phát Đạt, một nhân viên nhận gần 33 triệu đồng một tháng. Một số doanh nghiệp khác trong danh sách thống kê cũng có mức lương nhân viên trong khoảng từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. Tại tập đoàn Đất Xanh, mã chứng khoán DXG, chi phí lương trong quý 2 là 87 tỷ đồng cho 2.443 nhân viên. Như vậy, mỗi nhân viên nhận 11,87 triệu đồng một tháng. Hay công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, TTC Land, mã chứng khoán SCR, trả mỗi nhân viên gần 18 triệu đồng một tháng. Mức này tương tự như công ty bất động sản An Gia, mã chứng khoán AGG. Tập đoàn Hoàng Quân, mã chứng khoán HQC, doanh nghiệp duy nhất trong danh sách thống kê làm dự án phân khúc nhà ở xã hội, có quỹ lương 2,5 tỷ đồng trong quý vừa qua cho 161 nhân viên. Tính trung bình, mỗi nhân viên nhận gần 5,2 triệu đồng một tháng. Bạn thấy sao về mức lương nói trên so với mặt bằng chung hiện nay? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Ngoài chi trả lương cao cho nhân viên, một số doanh nghiệp còn trả thù lao không phải dạng vừa cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Tại tập đoàn Novaland, tổng giám đốc Entekyo nhận lương gần 2,5 tỷ đồng trong quý 2, cao nhất dàn lãnh đạo. Một người nhận tiền tỷ khác là ông Dương Văn Bắc, giám đốc tài chính, với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Chủ tịch hội đồng quản trị Bùi Thành Nhân và các thành viên trong hội đồng quản trị không nhận thù lao. Với công ty Phát Đạt, tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ vẫn duy trì mức tiền lương cao nhất trong ba lãnh đạo. Ông Vũ nhận hơn 1,4 tỷ đồng trong quý 2 vừa qua, là lãnh đạo duy nhất nhận mức lương tiền tỷ tại doanh nghiệp này. Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Văn Đạt nhận thù lao gần 485 triệu đồng, các thành viên khác trong hội đồng quản trị khoảng 120 triệu đồng. Quỹ thu nhập ban lãnh đạo, hội đồng quản trị, người quản lý gần 6 tỷ đồng, nhỉnh hơn cùng kỳ năm trước. Lương tổng giám đốc tập đoàn Đất Xanh trong nửa đầu năm cũng vừa tăng thêm 43% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2 tỷ đồng. Các thành viên quản lý khác giảm mức tương ứng 43% trong quỹ lương chung, còn gần 3,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp tăng mạnh lương tổng giám đốc trong bối cảnh nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế gấp 4 lần cùng kỳ, đạt hơn 171 tỷ đồng. Công ty cũng có sự cải thiện mạnh mẽ về mặt doanh thu, tăng 100% lên 2.190 tỷ đồng. Tại tập đoàn Hoàng Quân, trong quý 2, tổng giám đốc Nguyễn Thanh Phong cũng chỉ nhận mức lương hơn 192 triệu đồng, thấp hơn mặt bằng chung cùng vị trí trong ngành. Theo Vietnamnet, dù được đánh giá đã bước qua thời kỳ trầm lắng, nhưng nhìn chung, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều khó khăn. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nửa đầu năm nay, thị trường bất động sản của thành phố đã bước qua thời kỳ trầm lắng khi hàng loạt chính sách có liên quan phát huy được hiệu quả, lãi suất cho vay giảm và khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân và doanh nghiệp tăng lên. Thống kê 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của lĩnh vực kinh doanh bất động sản ước đạt 123.887 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng còn chậm nhưng đã có những tín hiệu tích cực. Cụ thể, nguồn cung nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh đang được bổ sung khi trong 6 tháng đầu năm có 9 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư, một dự án được cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó vẫn còn 27.500 căn hộ tại các dự án đang xây dựng. Mặc dù thị trường đã có những dấu hiệu khởi sắc, nhưng các ông lớn bất động sản phía Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn chưa thực sự vượt qua khó khăn. Theo báo cáo tài chính, đến ngày 30 tháng 6, Đất Xanh Group đạt doanh thu gộp 2.190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 64 tỷ đồng, tăng nhẹ so với khoản lãi 61 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đối với Novaland, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 vừa công bố cho thấy doanh thu và lợi nhuận của công ty này lần lượt đạt 1.550 tỷ đồng và 945 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu 169 tỷ đồng, giảm mạnh so với doanh thu 1.676 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 1,6 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ. Kết thúc quý 2/2024, công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, Phát Đạt Corporation đạt lợi nhuận sau thuế khá khiêm tốn, chỉ 50 tỷ đồng.
giảm 82% so với lợi nhuận 275 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm mạnh, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Phát Đạt Corporation cho rằng tình hình kinh tế nói chung vẫn còn khó khăn, trong đó có lĩnh vực bất động sản, việc đầu tư và phát triển các dự án bất động sản của doanh nghiệp chưa đạt thuận lợi. Bắt đầu mùa báo cáo tài chính quý 2, một doanh nghiệp bất động sản vừa báo doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến. Đặc biệt, lợi nhuận tăng khủng đến 1.060 lần. Doanh nghiệp vừa được đề cập bên trên chính là công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm, Lideco. Báo cáo tài chính quý 2 của doanh nghiệp này cho thấy, công ty này đã ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 841 tỷ đồng, tăng gấp 17 lần cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của công ty cũng đạt 503 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lãi chưa đầy 8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Cùng với đà tăng doanh thu, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của nhà Từ Liêm cũng tăng so với cùng kỳ nhưng thấp hơn nhiều đà tăng doanh thu. Kết quả, doanh nghiệp bất động sản này báo lãi trước thuế 495 tỷ đồng trong quý 2, tăng hơn 700 lần so với mức nền thấp của quý 2 2023 chỉ đạt 706 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 396 tỷ đồng, gấp gần 1.000 lần cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, khoản doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến quý vừa qua đến từ tiền bán sản phẩm của dự án 23 hectare khu đô thị Bãi Muối, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà Từ Liêm ghi nhận hơn 878 tỷ đồng doanh thu và gần 401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch năm 2024, doanh nghiệp đã vượt 16% mục tiêu doanh thu và vượt 57% kế hoạch lợi nhuận. Tại thời điểm cuối quý 2, Lideco có tổng tài sản gần 2.700 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do khoản tiền gửi ngắn hạn tăng từ 300 tỷ lên 1.400 tỷ đồng. Ngược lại, nhờ bán được lượng lớn hàng trong quý, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp đã giảm từ hơn 1.000 tỷ đồng về gần 700 tỷ đồng. Phần lớn giá trị hàng tồn kho giảm ở dự án Bãi Muối, Quảng Ninh. Ngoài ra, hiện dự án còn tồn kho lớn nhất của công ty địa ốc này là dự án Dịch Vọng, gần 442 tỷ đồng. Lideco, tiền thân là xí nghiệp xây dựng Từ Liêm, được thành lập từ năm 1974. Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2004 và niêm yết cổ phiếu trên HOSE từ năm 2007. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình và tư vấn bất động sản. Một trong những dự án trọng điểm hiện tại của công ty này là khu đô thị Bãi Muối tại phường Cao Thắng và Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Lideco đã nâng vốn điều lệ từ 609,8 tỷ đồng lên gần 1.220 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp do ông Lê Minh Tuấn làm người đại diện pháp luật, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Theo VN Express, trong cuộc họp báo cáo tài chính tái cấu trúc sáng ngày 30 tháng 7, ông Dương Văn Bắc, giám đốc tài chính Novaland cho biết công ty dự kiến có kế hoạch trả hết các khoản nợ vay và trái phiếu từ quý 1 hoặc quý 2 2026. Thời điểm đó, Novaland nhiều khả năng đã vượt qua khó khăn, công ty sẽ ghi nhận dòng tiền mạnh mẽ và có đủ thặng dư để hoàn thành các nhiệm vụ tài chính. Ông Bắc cho biết, từ nay đến ít nhất quý 2 2025, công ty không tập trung vào việc bán sản phẩm mới mà dồn mọi nguồn lực cho khâu hoàn thiện pháp lý đến bàn giao và thu tiền các sản phẩm đã bán. Đa phần các dự án đã triển khai của doanh nghiệp này dự kiến có thể ký hợp đồng mua bán từ cuối năm nay đến đầu năm sau. Tuy nhiên, cần có thời gian để dòng tiền đổ về và được ghi nhận. Sau giai đoạn này, Novaland mới triển khai các dự án mới. Tuy nhiên, ít nhất phải đến nửa cuối năm sau, thị trường bất động sản mới có những diễn biến thuận lợi để hỗ trợ hoạt động bán hàng của các chủ đầu tư. Do đó, Novaland sẽ đẩy mạnh công tác bán sản phẩm mới kể từ quý 3 hoặc quý 4 2025. Lãnh đạo Novaland cho biết, tổng tiền thu các dự án đã triển khai ước tính gần 132.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này chỉ hơn 54.600 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, theo ông Bắc, khi những vấn đề pháp lý được giải quyết dứt điểm, các dự án triển khai xong, công ty sẽ có thể trả sạch nợ và có thêm thặng dư. Sau tháng đầu năm nay, doanh thu Novaland ước đạt 5.214 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 345 tỷ đồng. Trong quý đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 600 tỷ đồng. Như vậy, ước tính quý 2 2024, Novaland đạt khoảng 945 tỷ đồng lợi nhuận, tích cực hơn con số lỗ hơn 200 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Bạn đánh giá sao về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản trong quý vừa qua? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh để cập nhật liên tục những thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan đến thị trường bất động sản.